Theo quy định thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2022, Bộ Công an tiến hành triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Ghi nhận nhanh của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng vào chiều 1 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân đã đến phòng quản lý xuất nhập cảnh BA08 Công an thành phố Hồ Chí Minh và cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để làm hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới của Bộ Công an được triển khai từ ngày 1 tháng 7. Kéo theo đó đã xảy ra tình trạng quá tải khi người dân cùng tập trung dồn về hai địa điểm để làm hộ chiếu với cảnh xếp hàng dài và chờ đợi mất hàng tiếng đồng hồ liên tục. Tại cổng vào phòng BA08 từ sớm đã có hàng trăm người dân tới cấp, đổ hộ chiếu và phải chịu cảnh xếp hàng dài để chờ tới lượt. Các khu vực phòng chờ đã chật kín ghế ngồi, vì thế có nhiều người đành phải chấp nhận đứng đợi ở ngoài sảnh, thậm chí cả ngồi vỉa hè. Cũng theo ghi nhận, đối với những người lớn tuổi thì việc đăng ký khai báo qua online do không sử dụng điện thoại thông minh đã khiến họ lúng túng và gặp nhiều khó khăn. Phòng BA08 cũng đã tăng cường thêm lực lượng để điều tiết, nhưng việc có nhiều người dân đến làm cùng một thời điểm dễ dẫn tới tình trạng xếp hàng chờ đợi như thế này. Còn tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng xảy ra tình trạng tương tự khi có hàng ngàn người đứng xếp hàng dài từ cổng vào đến bên trong và đã kéo dài từ sáng sớm nay. Một số người dân cho biết đã chờ 3 đến 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không vào được bên trong để nộp hồ sơ làm mới hoặc cấp lại hộ chiếu. Còn số khác thì bị lúng túng và gặp khó khăn trong quá trình làm hồ sơ.